Xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Điện Máy Cao Hiếu. Cũng một thời gian khá là lâu rồi thì mình cũng ít quay về những video mà chia sẻ về phụ tùng linh kiện cho anh em, bởi vì là đợt này mình bắt đầu vào mùa nên là nhiều việc đấy, thì mình không có thời gian để sắp xếp được đấy. Hôm nay thì hàng đang đóng tùm lum đây thì mình cũng tranh thủ thôi, mình chia sẻ thêm bởi vì cũng nhiều anh em hỏi quá. Đấy, thì mình chia sẻ với anh em một số cái mặt phụ tùng mà hôm nay mình đóng hàng. Ở đây thì có một số cái bộ hơi hàng tốt của Zenon. Đấy, thì có hơi 143, 236, 226. Đấy là dòng mà là lắp cho máy thủy điện Huvana. Đấy, ngoài ra thì có hơi của 260, 330, 430. Đấy, và các cái dòng Echo 230, Echo 260. Nhiều dòng nữa, và Mitsu dòng 33 ly. Đấy là những cái bổ hơi mà thông dụng. Ngoài ra thì nó còn nhiều. Đây thì mình cho mọi người xem qua bổ hơi Zenon dập nội mọi người nhá. Đối với hơi 143 này thì dập nội luôn này, chứ Zenon này. Đấy, bóc ra thì nhìn nó đẹp hơn, để trong bao này nhìn hơi xấu, nó không sáng lắm. Mình quay ngược sáng mà. Đấy, thì đây là các cái bổ hơi cắt cỏ nhá. Thì mình chia sẻ qua thôi, mình sẽ đi nhanh thôi để cho mọi người nắm được các cái dòng linh kiện nó dễ hiểu hơn. Đây đây là hơi 260 Zenon. Ngoài các cái dòng hãng Zenon thì mình bên mình còn nhiều dòng nữa, nhiều dòng hơi nữa. Rồi đây là Boogie nhá. Boogie này thì Boogie Nhật này, NGK hàng chuẩn, hàng xịn luôn nhá. Đây, mọi người xem này. Đấy. Thì cái dòng hai thì là Nhật, còn cái dòng máy xăng này thì là Thái. Đây. Đấy. Cái dòng mà Boogie hai thì chân ngắn ấy thì lắp cho các cái dòng máy cắt cỏ hai thì ấy, thì xuất xứ Nhật Bản luôn nhé. Còn đối với dòng mà Boogie chân trung và chân dài lắp cho máy xăng 152, 154, 168, 505, 605 Honda ấy, đấy, GX120, 160, đấy, GX200 ấy, thì là dùng những cái dòng Boogie này. Đấy. Boogie thì nó có cỡ ngắn, trung với dài thôi. Đấy, ngoài ra thì đây là phụ kiện của máy phun thuốc, bình phun thuốc, bình xăng máy đeo vai. Đây là cái pad mà để bắt tay ga nhé. Cái pad này là pad inox này. Còn mình có cả pad bằng sắt nữa. Đấy, còn đây là pad inox. Pad inox này thì nó đắt hơn nhưng mà nó chắc, nó không bị han gì. Đấy. Rồi ngoài ra thì có núm. Đây là cái núm mỡ nhá. Núm mỡ này có thể lắp cho các cái đầu bơm thuốc đều được. Lắp cho đầu bơm thuốc đeo vai hoặc là lắp cho đầu rửa xe đều được. Ở đây thì mình có hai loại, có loại bé và loại lớn. Đây, loại này loại lớn nhá, loại này to này, chân ren dài cầm nắng, loại này thì đồng thau. Đấy, còn loại bé của nó thì nó bé hơn. Đấy. Đây, bé hơn đây. Đấy, cái loại này loại bé, loại này loại lớn đấy. Cơ bản là như thế. Xong rồi thì đây, đây là những cái bộ phốt, phốt T18, T16. Mình có cả dòng phốt Đài Loan đấy nhé. Một túi này thì nó có đầy đủ các cái phần phốt T, rồi phốt lúc P, rồi mặt đệm, có đầy đủ cho anh em thay cho một đầu bơm luôn. Đấy. Đây là bình xăng trên 767, các cái dòng bình đeo vai 767 lắp bình xăng trên này. Đây là các loại bình xăng.
Xăng này các loại rất là nhiều loại, mình chả nhớ hết được đâu. Có Mitsu, Tanaka, rồi Echo, Maru các hệ, Edwin, rất là nhiều loại. Đấy, có đủ các cỡ luôn. Đây thì mình phải xem hóa đơn thì mình mới nhớ được. Chứ còn mình không nhớ hết các mã này. Bởi vì là đi nhặt là nhặt theo thùng xong rồi bỏ gộp vào. Đấy, sau rồi mình khi mình đóng mình sẽ đánh dấu cho khách. Đây là mình mới xoản ra thôi. Lát nữa thì sẽ có người đánh dấu. Tiếp theo đây là bộ hơi này là hơi Huana nhá, nhưng mà hàng rẻ hơn hàng Yên Loan đấy, của Vinafan. Rồi mình có hơi okay, này bung ra đây. Cái hơi này là hơi của máy các cái đầu máy khoan đất này, 44 ly máy 520 đây. Đấy, đang đẹp nhé, master. Cái đơn này thì chủ yếu là bình xăng là nhiều. Bình xăng thì mình có chia sẻ với mọi người đấy, bình xăng thì nó có rất nhiều loại. Anh em có lấy loại nào thì có mẫu thì gửi cho mình tìm cho. Chứ mình không nhớ hết được các mã bình xăng đâu. Đấy, rất là nhiều loại bình xăng. Rất là nhiều mẫu mã luôn. Ví dụ như đây thì cái này là của Mitsu TL26 ấy. Thì nhìn là quen mắt thì nhìn mình phát hiện ra ngay này. Con này thì giống của Robin Cock hay là Ru ấy. Đấy, tí nữa là phải sắp lại. Đây là bộ piston rời nhé, piston với xét, dùng piston với xét của Hu 143, hàng Vinafan. Thì nó có piston này, ắc này, phe rồi xác măng, miền Nam mình gọi là bạc ấy. Đấy. Đây là nắp bình xăng, nắp bình xăng này thì của 260, 330 nắp chung này. Đấy. Nắp bình xăng này thì có rất nhiều loại nhé, có hơn mười mấy loại ấy. Bạn nhìn đây là bạn thấy nó rất là nhiều loại nắp bình xăng này, đấy, khác nhau hoàn toàn luôn, mỗi bình một kiểu. Tiếp theo thì ở đơn này với đơn kia là của một khách cả thôi nhé, nhưng mà đây là mình đang mới soạn ra thôi. Đây là chân bắt đế máy này, chân để bắt vào máy cắt cỏ ấy, xong rồi lắp vào đế của máy bơm thuốc, đấy đeo vai. Đấy, chân này có chân bản rộng và bản hẹp, ngắn và dài ấy. Đấy, còn cái lỗ này thì bằng nhau rồi, nhưng mà nó dài ở cái phần chân dưới bắt ốc này. Rồi có tay ga, đấy đây là tay ga của phun thuốc nhá, thì nó không có cái tai, không có hai tai hai bên thì là của bơm thuốc, còn nếu mà có hai tay hai bên thì là của máy cắt cỏ. Đấy, cái tay này thì bắt vào cái bát này, đấy. Tay này thì bắt vào đây, đấy, bắt như này, xong rồi cái lỗ tròn tròn này thì để lắp công tắc, cái lỗ này lắp công tắc vào, đấy, công tắc nút ấn đấy. Đấy, còn hai cái tai này thì nó sẽ mấu vào hai cái điểm khuyết, điểm G của cái tay ga này. Đấy, thì đấy là một bộ. Đấy, và còn dây ga nữa. Thì đây, dây ga thì có dây ga của 4 thì với dây ga của 2 thì. Dây ga này là của 4 thì này. Có ốc tăng chỉnh nhá, để lắp cho các cái đầu máy GX35, GX25 ấy. Dây ga 4 thì này thì cũng có loại đẹp và loại thường. Đấy. Đây, dây ga. Đó. Khá là nhiều rồi. Đây thì hàng mình lát nữa mình phải đóng nên là mình ngại lôi ra. Còn về phụ kiện thì đây, bình xăng còn lúc nãy còn nhặt ra còn chưa xếp này. Được một rất là nhiều loại, nhiều hệ. Đấy, còn kho hàng trưng bày với ấy của mình thì còn rất nhiều.
đồ đó. Đấy. Chung là anh em cứ lâu lâu mình lại đăng, mình đóng hàng, mình lại quay cho anh em xem thôi, chứ còn để mà giới thiệu hết sản phẩm thì nó nhiều lắm. Đấy, thì anh em cứ thỉnh thoảng mình đăng video thì anh em xem tham khảo qua. Đấy. Ví dụ những bình xăng này thì anh em cứ gửi mẫu cho mình này, chứ còn đọc mã thì mình không nhớ hết được, bởi vì nó có, nếu mà những loại thông dụng nó có tầm 60 loại bình xăng. Đấy. Còn kể ra nếu mà các loại khác nữa nó phải có tầm 100 loại. Nhưng mà nó có một số dòng còn vẫn không có cả. Đấy. Nên là hễ mấy bãi nó rất là nhiều dòng, rất là nhiều loại. Anh em cứ có loại nào cần thì cứ gửi mẫu qua mình tìm nhá. Đấy. Thì thôi mình kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi nhé. Chào mọi người.